Lâm Giang là thôn thuần đồng bào dân tộc Chăm thuộc xã Hàm Chí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, với hơn 600 hộ dân và có hai tôn giáo là Bà Ni và Bà La Môn. Những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã được cán bộ, đảng viên và toàn thể đồng bào Chăm nơi đây đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, diện mạo làng Chăm nơi đây đang ngày càng khởi sắc. Ở thôn Lâm Giang hôm nay, các trục đường chính trong thôn đều được cứng hóa, đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa. Trên những cánh đồng, 90% đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Thôn cũng đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Nổi bật nhất là trong thời gian vừa qua là cái việc xây dựng cái công tác vận động, chủ yếu nhất là công tác vận động của mới qua về vấn đề cái hiến đất, phía họ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đâu mới qua là vận động mới qua là hiến đất, hiến mu, phía họ xây dựng cái làm bây giờ cùng góp phần cái cùng nhà nước và nhân dân phía họ đóng góp cái xây dựng bộ mặt nông thôn của khu vực dân cư của địa bàn của thôn ca nhau như thế. Ông Thông Lai là bí thư chi bộ thôn Lâm Giang từ năm 2002. Gần 20 năm gắn bó với công tác của thôn, ông được xem là tấm gương sáng, cũng là người có uy tín của thôn đồng bào Chăm này. Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Thông Lai cũng là người tích cực trong tuyên truyền, vận động bà con Chăm trong thôn. Sự nhiệt tình trong công tác của chi bộ, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân đã giúp tạo nên nhiều phong trào nổi bật gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cũng như xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, thôn Lâm Giang. Các phong trào có thể kể đến như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình 5-0, 3-sạch, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hay mô hình thắp sáng đường quê. Nhờ vậy đã tạo nên diện mạo hoàn toàn mới về cảnh quan, môi trường, bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào Chăm này. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở thôn Lâm Giang cũng trở thành điểm sáng trong vùng đồng bào Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc, góp phần tạo nên nhiều thành tựu nổi bật của địa phương này trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đối với Hàm Thuận Bắc, chúng tôi trong 10 năm đó đã đi vào thực chất cuộc sống của nhân dân, của đồng bào và các đồng bào dân tộc của Hàm Thuận Bắc chúng tôi. Nó thể hiện rất rõ là cái kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn là nó thể hiện rất rõ và có thay da đổi thịt trên cái quê hương Hàm Thuận Bắc chúng tôi, đặc biệt là cái vùng nông thôn mà trước đây nó rất khó khăn về các cái kết cấu hạ tầng, nay đã được đáp ứng được rất là nhiều cái hạng mục như là điện, thủy lợi, nước sinh hoạt và đời sống nhân dân được nâng cao hơn. Cùng với diện mạo nông thôn, những năm qua, đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang đã nỗ lực đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Người dân đã tích cực vận dụng và phát huy sự sáng tạo trong việc chăm lo xây dựng đời sống kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng nhiều biện pháp thiết thực như giúp nhau về công, về vốn, về giống, đặc biệt là với những hộ dân gặp khó khăn trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Nhờ tích cực bám đất trồng trọt, chăn nuôi, biết tính toán làm ăn và tiết kiệm cho cuộc sống hàng ngày, đến nay gia đình ông Thông Tiếp và bà Thông Thị Xuân đã tạo dựng được một cơ ngơi ổn định, từng bước vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Năm 2013, từ đồng vốn 30 triệu đồng vay từ ngân hàng chính sách, cùng với số tiền dành dụm được, vợ chồng ông Tiếp quyết định mua 2 con bò cái về nuôi. Sau nhiều năm có đồng vốn kha khá từ việc chăn nuôi bò, gia đình ông mua thêm ruộng để làm lúa và thanh long. Nhờ chí thú làm ăn và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào đồng ruộng, nên năm nào gia đình ông Tiếp cũng gặt hái thành công trong sản xuất. Với nỗ lực vươn lên, đến nay gia đình ông Tiếp đã trở thành một trong những hộ khá giả trong làng, với thu nhập trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn giúp đỡ những bà con khác trong làng về vật chất, cũng như kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi. Ông Tiếp là người thường xuyên tham gia sinh hoạt hội nông dân xã, tích cực tuyên truyền, vận động bà con khác cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiệt tình mang hết khả năng,
kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của bản thân ra để truyền đạt lại cho bà con, hướng dẫn bà con áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt để từng bước ổn định cuộc sống. Đầu tiên nhất, tòa chủ thang lạ hội lầu thê gặp kinh cậu là rất khó khăn. Và từ chỗ năn, nhờ sự quan tâm của chính quyền đảng nhà nước, huyện Thê, Trung Hán, mong như là gia đình lạ, mong như là phấn đấu, tranh thủ thời gian, chạy đi, mong như là vay cũng vô năn. Mai đầu tiên là gom mòn này, tâm thầy này á, là một mòn này như sẵn sàng, hồ lợi đi á. Rồi là một hồ lợi thế, tài nhận nước, mong như là cla hoang, thanh long cla. Là mong như là áp dụng phương pháp, mong như là phim mò, mấy con clo, vỗ béo. Cùng với những hộ điển hình như ông Thông Tiếp, phong trào phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đã ngày càng lan tỏa trong vùng đồng bào Chăm nơi đây. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ, kích cầu đa dạng của nhà nước đã tạo động lực lớn để người dân xây dựng và triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả tại địa phương, như mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, gà thả vườn, các loại cây ăn trái và sản xuất lúa giống. Việc phát triển mô hình sản xuất đã thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng hộ dân. Từ đó, có nhiều hộ dân tham gia các mô hình trên đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho mỗi gia đình. Nhờ vậy, đến nay, đời sống ở vùng đồng bào Chăm, thôn Lâm Giang đang ngày càng nâng cao, khi thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 50 triệu đồng một người một năm và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 2%. Thôn Lâm Giang cũng trở thành điển hình trong vươn lên xóa đói giảm nghèo, thực hiện các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào Chăm nói riêng và huyện Hàm Thuận Bắc nói chung. Trước đây 10 năm thì số hộ nghèo của chúng tôi là gần 10%. Đến hôm nay thì còn ở mức 2% thôi. Thứ hai nữa là cái thu nhập trong dân đó thì trước đây khoảng 25 triệu thì đến hôm nay khoảng 49 triệu người trên năm. Đó là thể hiện những cái con số nó thực chất nhất trong cái đời sống văn hóa tinh thần vật chất của vùng đồng bào nông thôn Hàm Thuận Bắc chúng tôi trong 10 năm vừa qua. Là thôn thuần đồng bào Chăm, trong xây dựng nông thôn mới, người dân ở thôn Lâm Giang cũng đặc biệt chú trọng tới các hoạt động sinh hoạt văn hóa. 16 năm liền, thôn Lâm Giang đều được công nhận là thôn văn hóa. Những giá trị và nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần vẫn luôn được đồng bào Chăm nơi đây gìn giữ. Đây là buổi lễ tấu chức cho một sư cả người Chăm ở thôn Lâm Giang. Sự kiện này là niềm tự hào của đồng bào Chăm nơi đây khi một vị chức sắc của làng đã được phong chức sư cả, trở thành người cố kết cộng đồng cho đồng bào Chăm. Trong ngày lễ trọng đại này, hầu như tất cả các vị sư cả, các chức sắc, tu sĩ bà ni ở các chùa khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các chức sắc đạo Bà La Môn cùng về tham dự và chung vui cùng bà con ở thôn Lâm Giang chúc mừng cho vị tân sư cả. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, cũng là một giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Chăm nơi đây đã được đồng bào gìn giữ qua nhiều đời. Từ diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế cho đến bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống, với sự chung sức, chung lòng của đồng bào Chăm đã góp phần đưa thôn Lâm Giang nói riêng và xã Hàm Chí nói chung về đích nông thôn mới từ năm 2014. Giai đoạn 2018-2020, địa phương vùng đồng bào Chăm này tiếp tục được huyện Hàm Thuận Bắc chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Để đạt được những mục tiêu đề ra, xã Hàm Chí đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang giàu đẹp. Từ những kinh nghiệm, cách làm về hiệu quả trong phát huy sự chung sức đồng lòng của người dân như ở làng Chăm Lâm Giang, xã Hàm Chí cũng xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục phải tập trung vào nông dân, nông nghiệp, nông thôn, trong đó phải lấy người dân là chủ thể. Tôi không chỉ đạo của bản ngõ như chuyển đổi cây trồng thì tôi chỉ đạo chung mới qua là áp dụng là thực hiện vì là nâng thu nhập. Tại vì tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là đã là nâng cao thì cái thứ kia phải lòn hơn, nhưng bình bình hơn buộc nó phải lòn và buộc phải là cái quyết tâm và phải là cả đồng bào là nhận thức
thay vì xây dựng nông thôn mới, từ ngã thì là chính, ngã cái gia đình thì là chính, xã hội là bộ mặt ngã thì là chính, cái lô hộ ngã xam thì đương nhiên là plain sẽ xam, sẽ khởi sắc nhưng mà cứ gay hơn, khởi khàng hơn. Về vùng đồng bào Chăm, thôn Lâm Giang hôm nay, đói nghèo lạc hậu đã thực sự lùi xa. Thay vào đó là hình ảnh của một vùng quê ngày càng khang trang, khá giả, với những thay đổi toàn diện, mọi mặt về đời sống kinh tế xã hội. Đó là minh chứng, sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực vươn lên của người dân sẽ là yếu tố quyết định để đưa những thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững cùng quê hương, đất nước.